Hello anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube của Anpad Computer. Anh em có bao giờ thắc mắc tại sao những mẫu laptop gaming bây giờ càng ngày càng rẻ? Có thể là anh em nhìn thấy có rất nhiều người xung quanh sử dụng những cái mẫu laptop gaming đến từ rất nhiều hãng, gần như hãng nào cũng có. Trước kia chỉ có một vài sản phẩm cụ thể, nhưng qua từng năm thì cái giải sản phẩm càng ngày càng nhiều và giá càng rẻ. Vậy thì lý do chính thức là tại sao? Ở đây thì mình có những cái lý do cơ bản để chúng ta có thể nhắc đến, đó là về cái sự đa dạng về mặt sản phẩm. Giai đoạn năm 2019 và năm 2020 là khoảng thời gian những công việc tại nhà được tăng lên cao, những nhu cầu sử dụng laptop cũng được nhiều lên, những cái mẫu sản phẩm vì thế cũng được ra thêm gọi là càng càng nhiều, nhiều mã hơn, nhiều lựa chọn hơn, thì cái độ phù giá của sản phẩm cũng nhiều hơn, đều hơn. Có những sản phẩm gaming có mức giá từ 15 triệu đồng, điều mà chỉ cần cách đây khoảng từ 3 năm, anh em sẽ phải bỏ thêm 10 triệu nữa, cụ thể là 25 triệu mới có được một cấu hình mạnh tương tự như vậy. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có lý do thứ hai, đó là cấu hình và nhiệt độ. Cấu hình với nhiệt độ sẽ luôn đi kèm với nhau và sẽ luôn tỷ lệ với nhau. Cấu hình khỏe mà nhiệt độ quá cao thì sẽ bị giảm hiệu năng, thành ra cái cấu hình như vậy thì cái hiệu năng khi mà đưa ra sẽ quá thấp. Thế nên khi mà cấu hình cao thì nhiệt độ và hệ thống tản nhiệt cũng phải được tốt, và sự thay đổi của thị trường công nghệ là quá rõ ràng. Những cái mẫu CPU trên desktop và laptop liên tục được cải tiến mạnh mẽ, chúng ta có mẫu CPU mạnh hơn, cái nhiệt độ tỏa ra ít hơn, ăn điện ít hơn. Qua đấy thì những cái nhà sản xuất laptop có thể đưa lên những cái dòng mã CPU ngon hơn dành cho laptop. Cộng với đó là những cái mẫu GPU mới cũng liên tục xuất hiện. Chúng ta không còn thấy những cái mẫu laptop gaming sử dụng GTX 1050 hay 1050 Ti nữa, mà thay vào đấy tối thiểu sẽ đều là GTX 1650, hoặc là bây giờ chúng ta đã có phiên bản mới hơn, mạnh hơn là RTX 3050 cho cái hiệu năng hoạt động mạnh mẽ, trải nghiệm game mượt mà, và cái chi phí đầu tư chúng ta cũng không quá cao. Cái nhiệt độ khi chúng ta chơi game cũng cực kỳ mát mẻ. Lý do thứ ba là xu hướng nhất quán về mặt công nghệ. Nếu như laptop gaming ngày xưa chỉ đơn thuần là một mẫu laptop cơ bản có cấu hình cao một chút để chơi game, còn lại thì đều tương tự như với mẫu Ultrabook. Màn hình ở đây là một thông số rất là cơ bản, anh có thể thấy được là thấp nhất là 60Hz. Và nếu như chúng ta có những phiên bản laptop ngày xưa có tần số quét cao thì hãng sẽ phải thuê gia công riêng và chi phí sẽ bị đội lên, bởi vì do sẽ sản xuất hai cái tấm nền màn hình ở trên cùng một sản phẩm. Thế nhưng khi mà thị trường người dùng đòi hỏi một sản phẩm xuất xưởng này phải có yếu tố cấu hình khỏe, màn hình đẹp, thì lúc đấy sản phẩm đưa ra đã được nhất quán về mặt thông số. Thế nên cái hãng sản xuất sẽ tối ưu được mặt chi phí sản xuất, thay vì là chúng ta sản xuất hai phiên bản, một phiên bản 60Hz, một phiên bản 120Hz, thì bây giờ chúng ta đã có được một phiên bản khi mà xuất xưởng đã là 120Hz rồi. Thì khi đây chúng ta sẽ có một cái, anh em biết là gì không? Sản xuất hàng loạt. Khi mà sản xuất hàng loạt rồi thì mức chi phí sẽ được giảm xuống, trong khi đấy cái chất lượng vẫn được giữ nguyên. Một số những thành phần linh kiện khác, ví dụ như hệ thống tản nhiệt hoặc là bàn phím cũng sẽ tương tự như vậy, cũng sẽ được sản xuất hàng loạt và cái chi phí sản xuất cũng sẽ được tốt hơn. Đấy là ba lý do chính giúp cho sản phẩm laptop gaming ở trên thị trường càng rẻ và càng nhiều và dễ mua. Tất nhiên là nếu như anh em nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm đến từ những cái hãng cụ thể thì hoàn toàn có thể đến với Anpad. Bên mình có rất nhiều sản phẩm laptop gaming với phân khúc giá trải cực kỳ rộng luôn, từ 15 triệu đến 100 triệu đồng. Chúng mình đều có những sản phẩm laptop gaming dành cho anh em. Tất nhiên chúng ta sẽ đi kèm theo nhiều phần quà khuyến mãi nữa để anh em có thể quan tâm. Vậy thì đường link của tất cả những cái sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em có thể tham khảo. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.